Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay là ngày mùng 1. Hiện tại Lộc đang có mặt tại lễ hội Am Chúa. Sáng hôm nay Lộc sẽ quay toàn cảnh trước giờ khai mạc lễ hội Am Chúa để mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ đi bộ lên trên chánh điện nơi thờ mẫu nha. Sáng hôm nay người dân cũng bắt đầu đi rồi mọi người. Hai bên đường đi lên trên Am Chúa mọi người thì có cắm cờ rất là nhiều luôn. À, bây giờ thì Lộc sẽ đi lên nha mọi người. Hiện tại là khách thập phương sáng hôm nay cũng về cũng bắt đầu đông rồi mọi người. Thì tầm khoảng 8 hay 9 giờ gì đó thì sẽ khai mạc lễ hội Am Chúa nha mọi người. Mọi người xem khung cảnh đường đi lên trên Am Chúa. Ở bên trong am thì có trồng rất là nhiều hoa giấy luôn mọi người. Ở bên cái lối bên đây mọi người thì có một cái đường đi lên trên Am Chúa thì mọi người có thể thuê xe thồ chạy lên trên chở mọi người lên trên Am Chúa luôn nha. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ đi lên luôn nha mọi người. Wow. Rất là mệt luôn mọi người. Thì lúc trước thì mà ở bên hai chỗ khúc ở đây là mọi người thì người ta bán đồ xung quanh á, thì sau mấy năm bên này về sau mọi người thì sẽ không có bán hàng rong ở phía trên đường lên Am Chúa nữa mọi người, thì sẽ bán ở khúc phía dưới đi lên đó mọi người. Sáng hôm nay là Lộc đi một khúc rồi rất là mệt luôn. Thì sáng hôm nay thì Lộc sẽ quay toàn cảnh trước giờ diễn ra lễ hội Am Chúa để mọi người cùng xem nha. Đi những bậc cấp rất là mệt luôn. Thì hôm qua thì Lộc có quay rồi, nhưng mà hôm qua thì Lộc quay cũng tối rồi mọi người đó, nên sáng hôm nay thì Lộc đi tranh thủ đi lên rất là sớm luôn, chờ chút xíu nữa thì Lộc sẽ không có quay được bên trong chánh điện cho mình cùng xem á. Đó, sáng hôm nay thì cũng xíu nữa mới đông mọi người. Bây giờ thì Lộc mời tất cả mọi người cùng đi lên trên để lấy mẫu nha. Đây là cổng Đại An Tam Ân Môn, thì có làm cổng rất là đẹp luôn mọi người, có rất là nhiều hoa tư luôn. Lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu. Wow. Khi mọi người đi tham dự lễ hội Am Chúa thì mọi người có thể đứng ở phía trước cổng Đại An Tam Quan Môn á, thì mọi người có thể đứng phía trước đây mọi người có thể chụp hình nha, rất là đẹp luôn. Nhìn cổng kết rất là đầu tư luôn mọi người, rất là đẹp luôn mọi người ha. Chúng tôi xin thông báo cho bà con về dự lễ ngày hôm nay. Có ai đánh rơi một cái ví màu xanh, tại là có mấy ông chú chụp hình nữa nè, và vàng đề nghị quay lại chỗ bàn tổ chức để nhận. Chúng tôi xin nhắc lại, có bà con nào đánh rơi một cái ví màu xanh bên trong có tiền và vàng, đề nghị quay lại phòng tổ chức để nhận lại. Tại là đoàn mà dân hương á mọi người, thì sẽ đứng ở phía trước cổng Đại An Tam Quan Môn, thì sẽ dân hương lên trên chánh điện nơi thờ mẫu nha. Phía dưới, từ phía dưới thì dân hương đi lên. Đây là cổng hoa.
Đây là cổng hoa nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Wow. Bây giờ thì Lập sẽ đi lên trên chánh điện để quay cho mình cùng xem luôn á. Sáng là đi một vòng rất là mệt luôn. Đi từ cấp phía dưới đi lên rất là mệt luôn. Thì lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày nha mọi người. Và ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 3 âm lịch. Đó để mọi người biết đến để tham dự nha. Thì mọi người đi ban ngày cũng được, mọi người đi ban đêm được nha. Sẽ cúng que đêm luôn nha mọi người. Đó để mọi người biết đến để tham dự lễ hội. Sáng quá. Sáng giờ đi bộ lắm, giờ mệt luôn mọi người. Đây là miếu thờ ông cố bà cố. Rồi Lộc mời tất cả mọi người cùng lại miếu ông cố bà cố nha. Đây là khu vực để lực lượng nhân quân nghỉ ngơi mọi người. Đó là một máy quòm nè. Thì, anh chúa là di tích lịch sử quốc gia mọi người. Nên hàng năm thì sẽ có diễn ra lễ hội Tiên Y Thánh Mẫu. Rồi, lúc mới kể mọi người cùng lại năm miệng ngũ hành ha. Miếu thờ năm miệng ngũ hành. Là bên đây là phòng ban tổ chức. Thì sáng hôm nay thì sẽ khai mạc lễ hội thì sẽ có diễn ra múa lân nha mọi người. Là đồng lân đang sắp xếp để chuẩn bị xíu nữa là sẽ khai mạc, Lập xíu nữa cơ Lập sẽ quay cho mình cùng xem ha. Đây là miếu ông hổ. Rồi Lộc mời tất cả mọi người cùng đi vào bên trong để lấy mẫu ra. Đây là dân rất là nhiều hoa trái cây cúng mẫu luôn rồi. Rồi mời tất cả mọi người cùng lấy mẫu nha. Đây là bên trong chánh điện nơi thờ mẫu. Ở bên hai bên mọi người là thờ tiên cậu và tiên cô mọi người. Đây là thờ tiên cô. Đó, mọi người có thể đến với trước sư mẫu đường người sinh lập nè. Đó là mấy cô cũng đang xin lọc mọi người.
quay lại bên trong mẫu cho mình xem lần nữa. Sáng hôm nay Lộc đi sớm rồi, nên cũng ít người. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ ra lại phía trước nha. Đây là bên trong đồn lân đang chuẩn bị để xíu nữa là sẽ khai mạc hết mọi người. Đây là phà ở phía trước đây để cho ban tổ chức về những khách ở dưới tỉnh mọi người về dự lễ. Nhìn từ phía này mọi người có thể thấy toàn cảnh bên trong chánh điện ngôi thờ mẫu. Mấy cô cũng đang dâng cái cây để cúng mẫu này. Xíu nữa là sẽ đông mọi người, là phía trước đây đồn lân đang chuẩn bị nè. Rồi xíu nữa thì Lộc sẽ quay khai mạc lễ hội cho mọi người cùng xem nha.
quen cái. Đó là đồ lon xuống phía dưới là lại miếng hồng cố bạc cố. Giờ sau khai mạc thì sẽ diễn ra lễ hội nha mọi người. Thank you.
Thank you.